Chiều ngày 25 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang tổ chức buổi kiểm tra làm việc với xã Đức Bồng về kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022. Theo đánh giá sơ bộ về tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo quyết định 318 ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, xã Đức Bồng đạt 2 trên 19 tiêu chí gồm điện, tiếp cận pháp luật, cơ bản đạt 6 trên 19 tiêu chí gồm giáo dục, văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại, nhà ở, nghèo đa chiều, quốc phòng và an ninh. 11 tiêu chí chưa đạt gồm quy hoạch, giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, thông tin truyền thông, thu nhập, lao động, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, hành chính công, môi trường, chất lượng môi trường sống. Tại buổi làm việc, xã Đức Bông cũng thẳng thắn nhận ra một số hạn chế như việc xây dựng khung kế hoạch của các thôn chậm chưa sát với thực tế, Quá trình triển khai không bám khung kế hoạch, khối lượng đạt thấp, phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu vườn mẫu chưa đồng đều. Công tác lãnh đạo chỉ đạo chưa đồng đều giữa các đơn vị, một số thôn thiếu quyết liệt, cầm chừng, tiến độ thực hiện chậm, chưa đi vào chiều sâu, chưa quan tâm nhiều đến hộ dân, một số cán bộ phụ trách tiêu chí chưa chủ động kiểm tra đôn đốc hướng dẫn các thôn rà soát khối lượng, xây dựng khung kế hoạch và thẩm định khung kế hoạch thực hiện tiêu chí phụ trách. Sự vào cuộc của các đoàn thể có phần chững lại, sự phối hợp giữa xã, thôn các ngành đoàn thể với nhau có lúc chưa nhịp nhàng. Một số khu dân cư kiểu mẫu vườn mẫu sau khi đạt chuẩn chưa tập trung để giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí liên quan đến hộ dân như nhà ở vườn hộ, công trình chăn nuôi, hàng rào xanh dẫn tới chất lượng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vườn mẫu thiếu tính bền vững tại buổi làm việc xã đức bồng cũng đã có một số đề xuất như đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ thêm nguồn kinh phí để nâng cấp các tiêu chí để đạt bền vững ủy ban nhân dân tỉnh các sở ngành liên quan ban hành hướng dẫn thực hiện các tiêu chí để thực hiện các phòng ban ngành cấp huyện quan tâm hơn nữa để hướng dẫn xã thực hiện các tiêu chí và đề nghị bổ sung công chức phụ trách nông nghiệp nông thôn mới Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi khắc bằng, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, ghi nhận những kết quả đạt được của xã trong thời gian qua, tin tưởng với sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực của cán bộ đảng viên nhân dân xã Đức Bồng sẽ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2022. Để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng nông thôn mới đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhất là phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt hơn nữa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ và hoàn thiện hồ sơ trình cuối 30 tháng 6. Các đề xuất kiến nghị của xã đề nghị các phòng ban xem xét tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải quyết. Bên cạnh đó, các phòng ngành tùy theo chức năng nhiệm vụ bám sát giúp xã tháo gỡ khó khăn. Xã cần có thông tin báo cáo hàng tuần lên huyện về kế hoạch thực hiện và những khó khăn vướng mắc để huyện xử lý. Liên quan đến hạ tầng sẽ cho khảo sát, triển khai thực hiện. Về chỉnh trang đô thị cần sớm họp các hộ dân để thông báo về việc triển khai thực hiện.